À, tất cả huynh đệ chúng ta mình sống trong chùa mà được bình yên, được vui nhờ chúng ta một là an cư được một chỗ, là có nơi ở ổn định. Ơn của Hòa Thượng xây chùa đối với chúng ta rất là lớn, nên chúng ta có nơi ở ổn định, có cuộc sống để mình tu hành. Và cái vô cùng đặc biệt đó là anh em sống nhau hòa thuận, sống có một tư tưởng giống nhau. Thí dụ như trong chùa mình, đặc biệt anh em mình nó sống thành một một khuôn. Điều thứ nhất giống như mình không xài điện thoại, là mình đúng nhiệt tình không xài điện thoại. Cái đặc biệt là mấy anh em không xài điện thoại là hay lắm đó. Tu mới được. Xài điện thoại là khó tu, chắc chắn luôn. Mình được sự hộ trì này lớn. Điều thứ hai là chúng ta không có cần lo về cái cuộc sống của cá nhân, mà trên là có Hòa Thượng, rồi đây có anh em lo cho nhau. Cái đặc biệt là cuộc sống ổn định, từ cơm ăn áo vặn ổn định. Nên đã ổn định cái cuộc sống thì nên mình không cần kiếm tiền, tại vì mình có cuộc sống. Mục tiêu kiếm tiền là để sống, bây giờ có cuộc sống thì không có đi đầu này đầu kia kiếm tiền. Nguyên lý là như vậy. Là thấy, một không xài điện thoại, không giữ tiền riêng xài, hai cái. Và cái thứ ba là anh em đã vô đây tu là quyết tâm ở chùa tu. Lúc mà một số mấy anh em xuất gia, Nhân Đức nói điện về cha mẹ nói rõ ràng: con lúc ở nhà làm con cha mẹ, khi còn vào ngôi Tam Bảo cũng vẫn con cha mẹ, nhưng con lo phục vụ chúng sanh, nhiệt tình hết mình. Lúc nào cha mẹ đủ duyên vô chùa, con nhiệt tình phụng dưỡng lo lắng. Nếu như cha mẹ chọn con đường ở nhà, thì ở nhà thì anh chị em lo lắng cho cha mẹ, còn con thì phục vụ tất cả chúng sanh, đem cái thân của cha mẹ cho để con phục vụ tất cả chúng sanh. Cha mẹ đều đồng ý. Đó là mình không về nhà, ở chùa tu miên mật xuyên suốt. Chùa mình có những người 9-10 năm chưa từng về nhà, đa phần là không có về nhà. Vậy mà tu được, mà gia đình người thân rất nhiều người vào chùa, vì mình kiên định ở một nơi, cái gốc của mình nó chắc. Cái gốc mình khi nó chắc rồi nó mới kéo được người ta, còn cái gốc mình mà nó lung lay sao kéo được người ta. Nên á, mình ở một nơi gọi là an cư mới lập nghiệp, nên ở một nơi mới độ được chúng sanh. Cũng như Đức Phật á, Ngài giảng cái công đoạn mà nguyên gia đình mình không tu thì giống như một rừng cây hôi thối, là cây y lan. Mà trong gia đình có một người đi tu thì giống như là trong rừng cây hôi thối mọc ra một cây chiên đàn. Một cây chiên đàn có thể có mùi thơm đủ sức để mà chuyển hóa cả một khu rừng cây y lan hôi thối. Nên trong gia đình có một người mà kiên định quyết chí đi tu, nhiệt tình hết mình phục vụ Tam Bảo, thì tức khắc có thể chuyển hóa được gia đình. Từ từ những người trong gia đình sẽ tiến đến Phật pháp và tu đạo, chắc chắn luôn 100%. Rất nhiều anh em ở đây đi tu, độ gia đình cha mẹ, độ anh chị em, độ chòm sớm quá trời luôn, thấy không? Nhờ ở nữa. Chứ nếu như chúng ta nay ở bữa mai đi về, mốt vô kia đi về, sao độ được người ta? Lâu lâu người thân vô gặp mấy anh em cái là người thân thấy yên tâm, mập mạp vui vẻ sáng sủa, có tâm huyết, có phương hướng tu. Nhớ những điều rất quan trọng để hộ trì mình ở trong chùa tu, đặc biệt đó là anh em sống với nhau hòa thuận là thấy vui. Cuộc sống cơm ăn áo bặn ổn định, không về nhà, không xài điện thoại, không giữ tiền riêng. Những điều này người tu mình nó sẽ tự tại và an lạc dữ lắm, nhưng mà đòi hỏi mình có được sự hộ trì đặc biệt hay không. Nếu như không được sự hộ trì cho mình, làm sao mình làm được điều này?
Cuộc sống làm sao không có tiền được, nên phải có người lo hết cho mình mới có thể duy trì được. Đặc biệt gì? Và tu hành đặc biệt là mấy anh em có một cái pháp tu. Có được một cái pháp tu thì mấy anh em thấy bình an, thấy vui. Vì mình có một cái pháp tu. Thí dụ như một con người mà khi tu hành mà chưa có một cái pháp tu, hoặc là mình tu mà mình chưa có lòng tin với cái pháp mình tu, thì tức khắc các anh em mà lơ lửng. Người tu mà chưa có một cái pháp chuẩn là lơ lửng. Lơ lửng vậy đó. Còn thí dụ như giờ mình tu tịnh độ, mình chỉ cần gầy dựng tín nguyện thì mấy anh em cứ niệm Phật. Tại sao tâm mấy anh em tự tại, tâm mấy anh em vui là vì cái tâm quyết mình có phương hướng rõ ràng, chuẩn mục tiêu tu rồi, lòng tin đối với Phật rồi, cứ chân thật niệm Phật. Như chư tổ nói rằng niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Thấy không? Nên cái tâm mình nó chuẩn với một cái pháp tu, nó không cần bận tâm lo âu vì cái pháp tu nữa. Nên cái điều này nó giúp cho mấy anh em rất nhiều thứ, mà giúp cho những anh em trong chùa mình tu tự nhiên chuyển sắc tướng mau. Tu hành mà thay đổi sắc tướng rất là mau, là vì nó có nhiều cái hỗ trợ cho mấy anh em an lạc, vui vẻ, tự tại. Và nó cởi mở tâm tư với mấy anh em. Và bây giờ chùa mình mà những cái thờ khóa tu 4 thờ, mà những đức tính cái cách mà mỗi một thờ tu mà có 5 phút, 7 phút đó, đúng là quan trọng ghê. Những đức hồi sáng ngồi vô nghe, nói đúng là cái cách này quá hay. Nếu không con người mình cứ ngồi đơ đơ niệm Phật, bây giờ 5 phút, 7 phút này nó mỗi ngày nhắc mình hoài. Mục tiêu là như vậy để niệm Phật giảng sanh thôi. Mà nó nhắc cái 5 phút, 7 phút vậy, nó làm mỗi buổi sáng là hừng hực cái tâm lên liền. Tại bây giờ mỗi buổi sáng ăn cơm không nghe Pháp, buổi chiều không nghe Pháp rồi. Bây giờ những đức tính ra 4 thờ khóa tu cho mấy anh em. Buổi sáng 7 phút, buổi tối 7 phút, 2 thờ kia 5 phút. Đều là nhắc nhở chúng trong chùa mình mục tiêu niệm Phật như thế nào trong 5 phút, 7 phút đó. Mà nó hừng hực vậy. Như buổi sáng mấy anh em nghe không? Tỉnh lên, tỉnh lên, phấn chấn lên, thấy không? Người mà đang ngủ gục nghe cái đó hết hồn, tỉnh liền, đúng không? Này quan trọng ghê chưa? Nên mấy anh em thấy rằng là mình đi tu mà có người mà ta tính cho mình từng chút vì cái việc sống tu và làm việc, đấy điều này mừng lắm mấy anh em ơi, rất là mừng luôn. Nếu như bỏ bê đại mình luôn thì nó chẳng khổ lắm, không có an lạc đâu. Bất an sao mà vui được? Mà giết rồi nó bèo nhèo, ấm như ấm nhách, nhìn nó te tu hết trơn à. Bây giờ mấy anh em tu về những đức thấy mới thôi đây thôi mà thấy sắc diện anh em nào nấy sáng sủa, càng tu thấy càng sáng. Giống như mà ốm o gầy mòn xấu như những đức mà tu từ từ nó còn chuyển tướng, xấu nhất luôn mà tu còn chuyển tướng nữa. Thấy chưa, là do từ cái tâm an mà ra. Cái pháp tu không cần bận tâm lo âu. Còn nếu như bây giờ mà đang lên đên đi tìm pháp tu, mình nghĩ sao mình an đây? Tu mà nó chưa có một cái pháp tu mà mình tin rõ ràng vậy thì mình tu mỗi ngày mình tu giống cầm chừng chơi, cái tâm đó nó không an lạc đâu mấy anh em. Rồi cái tuyệt vời mà người ta vô chùa mình là ta muốn ở tu là sao? Có một tư tưởng, sống cùng một tư tưởng đó, như nãy giờ như nói đó, sống cùng một tư tưởng. Nếu như bây giờ mấy anh em vô một cái đoàn thể mà nó sống tùy tiện luôn, mỗi người nó muốn sống sao sống, mấy anh em thích ở không? Sao thích? Mình vô một cái nơi mà họ muốn sống sao sống à, muốn làm gì làm luôn, ai muốn làm gì làm, nó không có tổ chức, mấy anh em đâu có chịu sống đó đâu. Sống giết nó chán, nó phiền não dữ lắm. Còn bây giờ mình có một cái tư tưởng sống mục tiêu rõ ràng luôn. Bây giờ đặc biệt vô cùng là không xài điện thoại là quá yên cho mấy anh em tu. Không giữ tiền mà có người lo là quá đặc biệt, giữ tâm thanh tịnh ổn định, nó không cần phải đi tìm kiếm, không? Rồi không về nhà thì mới lập được sự nghiệp của Phật Pháp, an cư lập nghiệp. Rồi một tư tưởng sống cùng đưa ra và cùng sống thì gì gọi là đoàn kết. Nghĩa là một tư tưởng đưa ra gọi là đoàn kết, mà tư tưởng thì nó thành công rõ ràng luôn. Thì từ nơi đó cứ như vậy mà làm là mấy anh em thành công. Rồi mỗi một tổ chức nó đều có một cái luật sống rõ ràng, là mình sống mình theo cái quy tắc sống. Người trên nó đặt trách người nào sao mình theo người đó, người ta dẫn dắt. Cái gì người đó không đúng người trên sắp xếp. Vậy thì cái tự nhiên cái tổ chức của mình đặc biệt lắm. Cái tổ chức đoàn kết á, cái tổ chức đoàn kết. Những đức nói với mấy anh em, đây là những đức nói mấy anh em trong chùa mình thôi nè.
mấy anh em xuất gia trong chùa mình thôi nè. Mấy anh em nhớ nè, đây là lời chia sẻ rất chân thành. Nếu như mấy anh em mà làm người xuất gia đi tu, mà nếu mà mấy anh em không làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời gì nghe, nhưng Đức nói nuôi người già là ý nghĩa nhất, vì tương lai mình cũng già. Hướng dẫn Phật tử tu là điều cực kỳ quan trọng, vì pháp tu là việc giải thoát. Giải thoát, mấy anh em đã được làm cái chuyện nuôi người già, rồi hướng dẫn Phật tử niệm Phật tu, việc này mừng lắm mấy anh em. Làm việc này ý nghĩa dữ lắm. Những Đức nói chứ, có khi mà chính những Đức mà nấu một buổi ăn cho một người nào đó ăn, những Đức thấy cái công của mình nấu ra cực lắm. Nhìn người ta làm cực ghê, quá trời cực luôn. Những Đức nói bây giờ những Đức nấu 4-5 món đồ ăn cho 50 anh em này ăn đi. Nếu mấy anh em không nấu, mấy anh em không biết. Khi mấy anh em nấu, mấy anh em sẽ biết. Người ta bỏ công ra, người ta cực dữ lắm nấu. Mà trang trí dọn lên cho mình ăn, kinh khủng lắm. Người ta bận tâm, người ta suy nghĩ ghê lắm. Bây giờ mình đến, mình ngồi ăn cái thôi, xong mình đi mất tiêu. Để là một bãi chiến trường cho người ta giải quyết. Nếu như mấy anh em sống mà làm không việc ý nghĩa gì, không làm việc lợi ích gì, vậy thì cái hưởng đó của mấy anh em thì sao? Ngoài đời người ta lãnh lương, người ta cũng bỏ công, người ta làm sao mà đúng cái lương của người ta được trả chứ. Nếu như mà mấy anh em cứ dựa vào Phật nghe, dựa vào hình tướng của Phật để sống mà không làm việc ý nghĩa gì, những Đức nói mấy anh em thê thảm dữ lắm. Cực kỳ thê thảm vì sao luôn. Đây là tôi nói mấy anh em trong chùa tôi thôi, nhắc nhở người tu trong chùa mình thôi. Những người khác không có đụng tới, là nhắc nhở mấy anh em trong chùa mình thôi. Những Đức nói cho mấy anh em biết chứ. Cả đời mấy anh em, những Đức khuyên mấy anh em chân thành, các anh em hãy sống đơn giản, sống bình dị. Những cái nơi ăn uống bài bố, thà đứng phục vụ người ta, mình nghĩ mình không có cái phước hưởng đó. Những Đức khuyên mấy anh em chân thành đó. Tại vì tất cả việc những Đức đều đã từng đụng qua và làm, những Đức tính toán sắp xếp, những Đức thấy cực lắm. Một buổi ăn cũng là một buổi ăn thôi, mà mình ăn chi để cho người khác cực dữ vậy? Ví dụ những người ta có phước báo, những người ta làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, những vị cao tăng đại đức, người ta làm việc quá ý nghĩa, thì người ta nhận cái buổi cơm đó, người cúng dường có phước lớn, và người ta dùng cũng có phước. Còn nếu như cả đời mình tu hành mà không làm việc gì có ý nghĩa trong cuộc đời, mà mình nhận vậy là mình phải chịu. Không phải đơn giản nghe mấy anh em. Đức Phật đã nói trong kinh mà, một hạt gạo nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo mang lông đội sừng mà trả. Liễu đạo là đắc đạo, giải thoát. Nó trở lại sự tái sinh là mình phải chịu quả báo, trả nợ cho người ta. Nên những Đức thấy mấy anh em vô chùa, những Đức thấy mừng mấy anh em mình. Mỗi ngày cứ làm việc cho Tam Bảo, nhiệt tình hết mình. Rồi ba buổi cơm mình ăn như các cụ già, coi các cụ già như cha như mẹ của mình. Những Đức thấy điều này quá mừng. Mấy anh em mình không có cao xa, nên những Đức nói mong mấy anh em cả đời tập vậy thôi, làm một con người phục vụ chúng sanh. Một ngày không làm, một ngày không ăn, tổ người ta đã dạy ngày nào cũng phải làm việc. Không làm việc thì niệm Phật, dụng công tu, sáng tối ổn định. Vậy thì ba buổi cơm đó mấy anh em nhận không có vấn đề. Nó rồi cái cuộc sống thì có chùa lo chứ. Tội mình đi tu mà được gì mừng lắm mấy anh em ơi, mừng lắm. Những Đức nói nếu mấy anh em mà không làm việc gì ý nghĩa hết trơn nghe, không đơn giản đâu. Cái câu dễ hiểu nhất, ngoài đời làm bỏ công thì phải lãnh lương, công nhiều thì lương nhiều, công ít thì lương ít. Còn không có công mà lãnh lương, vậy thì mình đi mượn lương, mà mượn lương thì phải trả. Đời này không trả, nhiều đời nhiều kiếp phải trả, mà trả lờ ghê lắm. Nên những Đức nói mấy anh em mình, những Đức nói mừng mấy anh em mà được vô chùa cứ lam lũ. Ai ngồi trên ngồi trước kệ người ta, mình ngồi sau hè, mình ngồi bên, mình đứng, mình canh cho người ta ăn, dọn dẹp cho người ta, cứ làm đi. Cả đời mấy anh em mà làm được điều này, những Đức nói mừng cuộc đời đi tu được gì. Đừng có ham ngồi trên ngồi trước. Ngồi trên ngồi trước chưa chắc đâu. Người ta có phước, người ta tu, người ta làm việc ý nghĩa được, cái chuyện này không sao. Nếu như mà mình không làm việc gì ý nghĩa chứ mà mình hưởng là không đơn giản đâu mấy anh em. Phật đã nhắc mình rồi, một hạt gạo nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo mang lông đội sừng mà trả. Nó bây giờ mấy anh em mình nghĩ đi, bây giờ mình vô chùa tu là mục tiêu là mình có phước chứ không lẽ mình đi mượn nợ người ta sống chợ.
mình còn tay chân khỏe mạnh mà bây giờ mình làm mỗi ngày mấy anh em phục vụ gì ba bữa cơm không có vấn đề. Nhưng mà nếu mấy anh em không làm được việc gì ý nghĩa hết trơn thì cái điều đó phải phải xem lại. Cái này mấy anh em phải cẩn thận nghe. Mọi người phải siêng niệm Phật. Cái công đức công quả, cái công đức niệm Phật nó tiêu cơm gạo. Nhớ, cái tâm cung kính, cái tâm cảm ơn, cái tâm nó sanh ra cái đức của con người. Trên hòa thượng xây chùa mình cảm ơn hòa thượng, quý thầy rồi quý chú rồi giúp đỡ cho mình, cùng chúng tay mình, các cụ rồi, mọi người đều có công. Mình làm việc này nhưng các cụ lên chánh điện niệm Phật, người ta vào chùa người ta thấy các cụ niệm Phật người ta mới cúng dường. Nếu mấy anh em mình đi làm không mà không có các cụ mình làm cho ai? Có khi mình nói mình nuôi các cụ mà coi chừng các cụ phải nuôi mình đó chàng. Người ta vô chánh điện người ta thấy mấy bà già niệm Phật ta tội nghiệp, người ta cúng dường đó. Rồi cái gì cái việc mà nói nuôi người già nên ta cúng dường cho mình, rồi cuối cùng nuôi mình luôn. Rõ ràng chưa? Nên chúng ta là đều là giúp nhau không đó nghe. Chứ không phải nói rằng là mình nuôi các cụ già không đâu. Mình nuôi các cụ già là mình đang tạo cái đức hạnh cho mình đó, để gây dựng con đường giải thoát cho mình đó. Nhờ cái việc này mà mấy anh em mới có việc làm đó. Rồi tất cả cái việc các anh em làm nó mới có được cái hình thành lợi ích. Chứ nếu không có nuôi người già là không có kết quả đâu. Không nuôi người già là chắc chắn rằng chúng ta làm việc gì cũng đổ sông đổ biển. Tại vì cái hình thành cái chỗ nào để cho mình đậu, không có chỗ. Nên từ nơi đó, ví dụ như hòa thượng mình ngày xây chùa phước ngày lớn dữ lắm. Tại vì người già ở trong đây niệm Phật, chúng trong đây niệm Phật, chúng tu. Thí dụ giờ một ngôi chùa mọc lên mà không có ai tu hết trơn thì mấy anh em nghĩ sao? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình phải nhớ rằng những gì mà mình mà làm được đó mấy anh em, thì mình nhận thì nó được. Nên tất cả chúng ta, những anh em xuất gia trong chùa mình nè, nhớ phải làm, phải sống có ý nghĩa, phải có một tư tưởng mà đi tu mà gặp được gì là mừng quá mấy anh em. Mấy anh em đều hướng đến cái tư tưởng giải thoát không à? Đều hướng đến tư tưởng giải thoát không à? Bây giờ mấy anh em cầu cao xa gì? Thí dụ như giờ cầu làm việc lớn lao gì? Thọ cầu bình an chứ. Chừng nào có duyên thì làm thôi. Nói, mấy anh em nhớ nè. Mình làm một cái việc lợi ích cho người ta mà mình đem cái tâm để mà cầu chỗ đó là sai. Mình làm lợi ích cho người ta mà mình có tâm ý cầu chỗ đó để thành danh lợi là sai đó. Mình làm việc cho người ta mình cảm thấy mừng khi giúp người cũng như giúp mình, điều đó mới là công đức. Làm việc cho người ta nghĩ như là mình đang giúp người như giúp mình thì đó là công đức. Còn nếu như làm việc giống như cho chúng sanh nhưng lại cầu danh cầu lợi là sai. Lấy câu cái cách cầu danh cầu lợi qua làm việc cho con người là hoàn toàn mình không có tu đạo giải thoát được đâu, chắc chắn với mấy anh em luôn. Nên người tu hành của mình, mấy anh em càng tu lâu á, hạ cái ngã xuống. Mới xuất gia, thấy không? Mới xuất gia thôi, mấy người cư sĩ người ta gặp người ta, ê biểu mày A Di Đà Phật có gì không chú? Chứ mình đừng có nói ê kêu lại không xuất gia à. Thôi cái duyên nghiệp mỗi người người ta, thấy không? Để cho thầy ông dạy. Còn mình đừng có điều chỉnh người ta. Có khi người ta lại không vừa bụng mà người ta còn đánh giá ngược lại mình. Cái điều đó mình nói lên cho ông thầy để ông thầy ông tự nhắc. Có người nhắc mà, thấy không? Đó là tu hành hạ cái ngã xuống, hạ cái ta xuống. Anh em sống với nhau, từ đây có những anh em tỳ kheo nhưng sống với những người mới xuất gia, cư sĩ, mà mấy anh em hòa thuận được nhau. Nhưng hòa thuận có trên dưới, hòa thuận bình đẳng nhưng có trên có dưới. Mấy anh em cứ duy trì vậy chứ đừng có mà hòa thuận bình đẳng giết rồi lộn đầu lộn đích hết là sai. Nó có trên có dưới rõ ràng, sống gì mới đúng. Hòa thuận bình đẳng với thầy mà ta hòa thuận bình đẳng với mình thì mình phải kính với thầy, điều đó là kính đức á, hiểu chưa? Kính đức thì mình được đức, kính thầy mình làm thầy, còn mình không kính đức là mình thua. Nên những điều, những đức tuy nói nó đơn giản lắm, mấy anh em hãy suy nghĩ, nhớ cái câu, nếu không làm được việc gì trong Phật Pháp ý nghĩa hết, mà mỗi ngày mình đều nhận của đàn na tính thí thì kẹt lắm, không đơn giản đâu mấy anh em ơi, ghê lắm á. Mình đó là may mắn được cái pháp niệm Phật, mỗi ngày mình rảnh mình niệm câu Phật hiệu lên, cũng là quá thù thắng. Nếu như mấy anh em không phải là mình tu gì, không có công việc gì làm, mà mấy anh em mỗi ngày đi kiếm cuộc sống, kiếm tiền, thì cuộc đời đi tu mình thật sự mấy anh em
khổ lắm mấy anh em. Rất là khổ, vì sao? Những đức thấy có một cái người này đi ngoài đường không à, mà đi què què lết lết, què què lết lết. Ông vừa đi ông vừa cầm điếu thuốc hút. Có lần những đức ghé xe lại hỏi: thầy thầy, sao mà thầy ở đâu mà sao thầy đi lết lết què què mà thầy cầm điếu thuốc này hút vậy thầy? Ông biết những đức, ông nói tôi ở chỗ đó vậy đó. Mà tôi hồi xưa vậy tu là tu vậy á. Hỏi thầy nhiêu tuổi rồi? Ông nói tôi mới có 55 tuổi à. Từ từ mình nhìn ông mà tưởng ông bảy mấy không. Tại vì gì đó mà kiệt quệ thế ghê. Lết 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 mà đi giống như chết rồi vậy đó. Rồi cầm điếu thuốc hút phì phà ngoài đường. Mấy anh em thấy không? Mình may mắn thay, mình được đi tu mấy anh em. Mà nó có một cái tổ chức khu mình. Trong đây cũng có những anh em hút thuốc, nhưng mà mình bây giờ mình tu giết trong đây giết mình bỏ thuốc luôn thấy chưa. Ngoài đời mấy anh em cũng nhiều anh em hút thuốc, nhưng mà vô đây mình bỏ luôn thấy chưa. Nhờ cái tổ chức là người trên không hút thuốc, hòa thượng không hút thuốc, những đức không hút thuốc, mấy thầy không hút thuốc, sao mình hút thuốc? Thấy chưa, cái tổ chức nó quan trọng ghê không? Quá quan trọng luôn. Rồi hòa thượng có tâm giải thoát, những đức có tâm giải thoát, vậy thì mình nương theo là có tâm giải thoát. Còn nếu như mình gặp người không có tâm giải thoát, mình làm y rang theo luôn. Nên trứng đẻ gà chứ gà nào đẻ trứng? Không, gà đẻ trứng chứ trứng nào đẻ gà? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình hình thành là do mình gặp được dịp may mắn mình đi tu. Nên mấy anh em nên trân quý cái nhân duyên này. Nên mỗi lần gặp chúng ta có một đoạn này, vừa mình tu phước tu duyên mà vừa nhắc nhau luôn. Ở đây là nhắc nhở nội bộ anh em mình tu chung thôi. Còn ai mà nghe thì cái đó duyên của quý vị thôi. Còn đây thì anh em nội bộ nhắc nhau. Phật tử người ta coi tự nhiên người ta thấy chùa mình có tư tưởng, có tổ chức. Thì tự nhiên những đức muốn đưa lên gì chi biết không? Để cho tất cả các anh em đây á, thí dụ như có những Phật tử nào mà ta dính dáng cúng dường tiền bạc, mấy anh em không dám nhận. Tại vì cái buổi này nó có quay phim rõ ràng hết trơn ơi. Mình làm ngược lại là tự nhiên mình nói tự ông này Phật tử đánh giá liền. Ông thầy Đức ông nói rõ ràng, có ông ngồi đó quay phim tôi thấy mặt rõ ràng luôn. Vì mà sao ông này ông làm kỹ chợ, nhưng mà họ vẫn cúng dường, họ vẫn cười cười với mình, nhưng mà sau lưng họ không kính mình. Tại vì mình phá tổ chức. Thấy không? Đây là những đức làm điều này nó có nhiều ý lắm chứ không phải đơn giản đâu nghe. Nó giúp cho mấy anh em, nó khuôn được mấy anh em luôn á. Tại quay phim hết trơn rồi. Tư tưởng chùa mình không xài điện thoại, mà có mấy cái chiếc điện thoại cùi bắp để cho ban tổ chức, để mà người ta Phật tử người ta gọi đến, như những quan cũng xài, như điện thoại cùi bắp. Chứ đâu có ai xài cảm ứng đâu. Vì thì chùa mình chỉ cần ai xài điện thoại cảm ứng mà nhắn tin Phật tử cái là biết liền. Tại vì buổi nói chuyện rõ ràng. Nó nên từ nơi đó mà nó khu mình đó. Mình được lợi ích thấy chưa? Rồi không giữ tiền, chùa lo hết trơn, thì tự nhiên bây giờ mà mình nhận tiền người ta thì nó, ông này kỳ chợ. Thầy Đức nói rõ ràng không có gì nhận tiền. Ông này không nhận tiền chợ. Thấy chưa? Dính ơi. Rồi mình không có đi lãng quạng vào vòng do chỗ này chỗ kia. Mà thấy ông này đi lãng quạng là biết ông này ra khỏi chùa. Là chùa này ở chỗ. Còn có đi đâu là có tổ chức. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mình thấy không? Cái này lợi ích lớn dữ lắm. Nó nói xong mà quay là hết trơn à. Rồi cuối cùng những con người ở đây phải hình thành Iran vậy luôn. Còn không hình thành Phật tử biết liền. Biết người đó chuyện gì liền. Nên đó là cái cách để mà mấy anh em hình thành một điểm luôn. Nó khuôn mình. Nó trở thành người đặc biệt sau này. Nên những đức mong mấy anh em mình có cái duyên tuyệt vời. Mình nuôi các cụ già, mấy anh em nên phát tâm nhiệt tình. Nuôi các cụ già hết lòng, hết dạ với đại chúng trong chùa. Với ban tổ chức mình sống có cái sự hòa hợp. Còn bực bội khó chịu gì, niệm Phật cho qua. Đừng có để trong tâm. Vậy thì quá đặc biệt. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các huynh đệ mình. Sống với nhau cả đời để cùng tu, cùng nuôi các cụ già. Để mà quyết chí đời này mình tín nguyện niệm Phật kiên cố. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Khi cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thánh.